Corolla Cross 2021 bên em về được một chiếc màu nâu siêu lướt luôn, mới đi 7.100 cây, phiên bản 1.8V là bản giữa, có cửa sổ trời, có gói Toyota an toàn safety sense, tiện nghi công nghệ thì đầy đủ, biển số tỉnh, bao rút hồ sơ gốc toàn quốc, xe mang màu nâu, đăng kiểm đường bộ đều còn tới tháng 10 năm 2023. Hôm nay em bán với mức giá vô cùng tốt, 825 củ khoai, của chú anh chị quan tâm nhớ gọi sớm nha. Hệ thống đèn full LED và giá trị camera 360 độ. 7.100 cây, 4 vỏ Michelin theo xe, mâm 18 inch to bản, đi đường trường thoải mái. Camera bên hông, cảm biến LED Go, nội thất màu đen như mới. Có camera hành trình tích hợp dẫn đường. Cửa sổ trời phiên bản G không có. Keo chỉ cửa nẻo thẳng tắp. 5 chỗ gầm cao, nội thất còn mới tinh nhập Thái Lan, cực kỳ bền. Cốp siêu rộng, vỏ sư cua chưa hạ. Có ga tự động, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm. Có luôn hệ thống điều khiển hành trình chủ động. Order chuẩn 7.114 cây, size đền xe. Màn hình to, giả lập xe, đầy đủ tính năng an toàn. Hai vùng lạnh độc lập. Cửa sổ trời, camera hành trình, gương tự động cho Toyota Cross phiên bản 1.8V, 5 chỗ gầm cao, biển số tỉnh. 7.100 cây, chỉ có 825 củ khoai. Nếu anh chị quan tâm nhớ gọi sớm cho em Dung nha.